giống như tèo đang úm bala xì bùa gãi gãi hốt dính không dính hốt dính mà gãi không có thấy gì gì đại chứ không có thấy cái hột. Bây giờ nồi thịt đã được rồi nè, mình cho một ít hành đi. Nguyệt xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog nha. Chào Nguyệt chúc cả nhà mình một ngày mới thật là bình yên. Thì hôm nay hai chồng Nguyệt ra để dọn clip trồng cải cả nhà ơi. Thì ông xã Nguyệt thì đã ra từ sớm rồi, còn Nguyệt thì sáng đưa bé đi học xong rồi tới giờ mới ra nè, để coi ông xã Nguyệt làm tới đâu rồi nha. Anh ơi, chào cả nhà. Anh nào được mấy clip rồi? Mới được 2 clip mà chưa xong nữa. Này dọn dọn gãy nha ơi, gãy trồng nè. Ương ương cải với con muốn. Đất 2 này clip hơn hả? Đất này sáng nó liền lên nó dẻ quá, đào nó nhá. Với anh biết sao không? Tại mấy bữa nay nắng nè. Cái nắng nó khô. Khô quá trời, khô sản luôn cả nhà. Đào hơi khó. Sáng em có đi chợ mua thêm một bịch rau tầng ô nè, với một bịch rau dền tía kia dành tím gì đó. Sao giờ mình chưa có trồng đó. Em coi trên mạng thì người ta chia sẻ là nói là rau đó ăn tốt anh. Rau tầng ô để dành mình nhúng lẩu hay này kia cũng ngon nữa, với nấu canh cũng ngon nữa. Thấy vậy mua thêm. Với nhà mình còn một ít rau muống ha. Với xà lách, với cải ngọt. Mình gieo nhiêu được ha. Tính ra cũng 4-5 loại vậy đó. Trồng gì nữa thì mình đào mình trồng tiếp, tại cái clip này của Tèo bự lắm cả nhà. Tạm thời là trồng nhiêu đi rồi suy nghĩ trồng được thứ gì thì mua trồng thêm. Cũng có cô chú anh chị kêu Tèo trồng bí đao rồi bí đỏ nữa, thì từ từ chắc Tèo cũng trồng luôn đó. Bí đao, bí đỏ. Bí đỏ ăn đỏ. Tốt mà. Bí đao thì ăn mát ha. Bí đỏ thì chỗ Tèo kêu bằng bí gợ nha. Gieo trước 2 clip rồi hả? Gieo trước 2 clip gieo còn muống với cải ngọt. Cải ngọt thì Tèo tính gieo là lỗ rồi cả nhà, ăn nữa nhỏ và chồng. Chứ gieo như Tèo gieo bị rồi cái nó dày quá, cái nó lên cải kim không à. Bây giờ thì anh đào rồi em bầm đất nhuyễn ra ha. Bây giờ để người ta gác máy xuống rồi tiếp ông xã bầm đất đó cả nhà. Xong rồi mình để chấu rồi mình xúc con chuồng bỏ vô cho nó tốt ha. Bây giờ thì Nguyệt đã bầm xong 2 clip rồi nè cả nhà. Ông xã Nguyệt thì đi giác phân chuồng lại mình gãi, dưới đây là bao chấu nha. Gãi lớp dưới cả nhà. Cho mình ương lên là nó tốt luôn á. Này phân này thì cũ dữ lắm rồi cả nhà. Này hơn 2 năm rồi. Để ủ lại á, để dành trồng gãi. Mà nó bị mấy ngày nay nó lớn quá trời, nó vô nó nhập trước dưới. Gãi xương xương dưới lớp được rồi, chứ không cần gãi nhiều. Phân bò này mình gãi nhiều quá cũng không tốt. Gãi chịu khó lâu lâu cái mình gãi lần gãi ít vậy. Tao gãi chủ yếu là cho nó lấp mấy kẻ này nè.
thẳng mình để hột á, giải hột lên cho nó đừng có lọt xuống kẻ dưới đó. Cho nó lên là nó tốt lắm. Xong rồi tèo mới gãi hột lên, xong rồi gãi lớp chấu nữa, tại vì tèo không có gom á, mình gãi chấu cho nó giữ độ ẩm cho nó mau mau lên. Đúng ra này là có cho chấu á, mà chỗ tèo thì cho chấu giờ mắc lắm cả nhà, mà mua không có nữa, mắc không phải mua có cũng được, mắc nhiều khi mình dặn mới có. Em thấy là người ta không có phân này nè, người ta mới lấy gãi cho chấu không, còn mình có phân này mình xài. Thường thường thì để gãi cho chấu mà, cho chấu thì mình gãi nó giữ độ ẩm hơn, còn cái phân bò này mình gãi nó dễ lên cỏ lắm, gãi lên cỏ chứ lắm. Thế chứ cho mà anh xúc về anh phải ngâm à? Ngâm, để nó chứ cái chất cho nó mặn lắm, đó. Làm hột nó lên không nổi á. Lắp kẻ trên đó nha. Hôm nay trời nắng tốt nhưng mà không có nóng cả nha. Có gió. Tại vì có gió á. Mình hơi bị chảy mỡ một chút. Mai tèo giờ lấy mớ nữa kìa. Nắng quá chảy mỡ luôn đó kìa. Dồi nhút mới thả xuống nước mấy ngày mà nó phát triển rồi cả nha. Cả gan hết trơn rồi đó, đọt lên cả gan hết rồi. Còn dễ sống. Ông xã Nguyệt thì gãy lót phân chuồng xong rồi nè. Làm chỗ này cho bằng theo ương lỗ cái ngọt cho này nè cả nhà. Bằng nữa nhỏ ra mình trồng. Nó có cái phân dày gì nè, mình nếu mình dọn nhỏ nó dính rễ. Dính rễ nhiều quá, trồng nó không mất sức. Phân nhiều, chỗ này là nó tốt lắm. Lớn là nó trồng nhiều lắm. Mình trồng xong nó lớn mình mới đào liếp mình trồng ha. Cần nhiều hột mới chắc được. Thấy chứ cái cải này nó lên dữ lắm. Cái ngọt tính ra rẻ anh, hỏi mua bọc 20.000 đúng không? Rẻ. Mà mình tính ra mình tỉa mình ăn biết nhiêu luôn ha. Vì mình cải này mình ương, nếu ra chợ mình bán cũng rẻ rẻ ha. Cái ngọt này nè, khó lắm á. Không, mà chợ giờ như là cỡ mười mấy 20.000 ký á. Ương dày dày đại cả nhà. Lần nữa thí dụ lên với cái hộp này tèo để cũng lâu lắm rồi, không biết nó lên mạnh không à. Ra dày đi thì thí dụ nó lên dày quá thì nữa mình ra mình tiễn bỏ bớt. Mình không, tiễn mình tiễn cái nào trồng nếu dư thì mình nấu canh ăn được. Không tiễn. Nấu canh cái no. Nhỏ kìa. Ừ. Mình trồng là lúc nhỏ nhỏ. Nhỏ mình vẫn nấu canh được. Cái này là nó dày lắm rồi. Tèo gót hay lỡ tay cả nhà. Kệ đại đi. Mình cũng để vô keo mình đậy nắp kính lại nè. Nó không có lọt kính hơi lại đó. Cái hộp mình nó bảo quản lâu dài. Rồi, rồi mình gắt chấu lên hả? Ừ, chưa là mình nướng những loại khác luôn. Rau muống còn ít nè, hương đại cặp đi luôn ha. Vậy hả? Ừ. Còn ít rồi, rau muống này nữa em có đi chợ mua thêm đi. Ừ. Tiếp tục rau muống đây luôn đi. Chòm chỗ này đi. Nhưng mình cút vậy đi. Cúc rồi mai mốt em mua hai gãy cái clip khác. Đặng mình tỉa ăn sau vài sao? Ngày đó ăn từ đặng mình ăn từ từ á nó kịp chứ mình để tỉa đồng loạt mình ăn hết. Còn khúc đó chắc ươn cái gì xà lách. Ừ, xà lách xà lách xà lách cái hộp nó ngộ quá ha. Ừ, cái xà lách nó dài. Còn clip này nữa cho mình ươn cả dền nó chứ em. Cái gì dền tím à? Dền tím á. Ừ. Dền tía gì đó. Dền tía là tím đó. Yeah. Cái hộp cải xà lách nó nhỏ xíu như này cả nhà. Nó giống hộp mè quá. Ừ, giống mè. Nhìn thấy nó cũng nhẹ phao ha. Ừ. Cái này mè. Tại vì không có cho cả nhà, chứ nếu mà có cho chấu á, tèo trộn với cho chấu gãi cái là nó lên đều gan à. Cho chấu. Trộn vô cho luôn. Ừ, trộn vô cho luôn. Trộn cái lượng hột bao nhiêu đó. Rồi bắt đầu mình mới gãi đều cho là nếu đều cho là đều hột à. Rồi mình gãi gì lên không đều đâu, gãi gì nữa nó lên nó kiểu mà nó bị
tròn tròn vậy đó. Thấy nắp gì chứ gãy giáp clip này luôn đó. Ừ. Xong gì á, tèo gãy chấu lên nữa là tứ là xong rồi cả nhà. Giống như là gãy mè vậy, mè trắng. Gãy mình thấy hột mà nó nằm đều đều là được rồi. Bây giờ thì tới gieo dền tía nè cả nhà. Không, nó nhà anh tèo gieo chứ tèo không thấy cái hột nằm đâu luôn. Tèo không thấy nó trong quá nhỏ luôn cả nhà. Chắc cô không thấy luôn. Không thấy đường luôn, gãy đài. Cái này thua luôn. Nó à. Tròn ha anh. Nó tròn mà nó nhỏ xíu à. Không thấy gì luôn. Nó thấy đường luôn rồi. Gãy đại luôn đó nha. Anh xui đi. Tại cái này nó bông, nó bông kiểu đâu, bông vậy như là ta gọi là bông quế á. Bông quế nó cái nhỏ, này. Quế nó nhỏ nhỏ đó. Nó không có thấy đường luôn, gãy đại, gãy mù luôn, nó lên như nó. Em lên. Thấy anh hốt cái đầu nó tràn ra anh, ngay chân chỗ anh. Thì đó. Này nó lên nó mắc cười dữ lắm nè. Cái này ta thấy tèo thấy người ta trồng cũng nhiều lắm cả nhà mà tèo không biết cái cây này là cây gì. Khỏi thấy gì luôn. Trời gãy đại đi mày. Giống như tèo đang ốm bala si bùa gãy gãy. Hốt dính không? Dính, hốt dính mà gãy không có thấy. Như gia đại chứ không có thấy cái hột. Này thì gãy phần nửa clip rồi. Còn bên đó thì mình ương cao tầng ô từ rồi xong nha. Cái vài bữa sau của mình đào thêm nữa mình cũng ương vậy đó cả nhà, đặng mình ăn á, nó từ từ chứ mình gãi nguyên một clip gì mình ương lần nhiều quá mình ăn không kịp. Ăn kịp cho em ra chợ em ngồi em bán. Rồi xong một khúc nữa giờ tới cao tầng ô nha cả nhà. Cái này thì hột bự hơn, cái này thấy nè. Cái hột bự không ha. Cái kia nãy giờ không thấy cái gì hột luôn. Này dễ hốt nè. Cái hột này dễ gieo, nó bự mà. Nó bự vậy. Cái này nó muốn bằng, nó gần bằng nửa hột con muốn luôn cả nhà. Ồ cái này dễ gieo quá, dễ thấy nè. Cái này thì mình gieo thưa thưa tại vì cái cây rau này nó bự lắm. Cái gốc nó bự ha, bằng ngón tay vậy đó. Cái gốc nó bự hơn cây cải xà lách nữa. Mà bình thường thì em thấy ở chợ á, nhiều khi mình muốn ăn á, mình đi mua rau này hơi mắc nè. Rau này khoảng 40.000 hoặc là 45.000, 30.000, 30.000 là rẻ nhất rồi đó. Cái rau này nó khó trồng hơn. Mà không biết là nó lên khó hay là khó chăm sóc cũng không biết nữa. Thấy anh Bảy anh gieo kìa, lên mà thấy sao mà nó không lớn kìa. Vậy hả? Tèo gieo đại cả nhà. Không biết sao đây. Nhiều khi cái loại rau mà người ta khó chăm sóc cả nhà. Cho nên cái thị trường nó ít đó. Nó không đủ tiêu thụ á, nó mới có giá. Với chợ là nói chung là cái rau này lúc nào là nó cũng có giá hơn những loại rau khác chứ. Cái từ ngô này.
Tèo làm cũng xong hết trơn hai cái clip nè cả nhà. Thì Tèo có chặt hai thào lá dừa nước á, đậy lên như nè, đặng có mưa nó không có bị xói mòn với nó trôi cái hột giống mình á. Nhiều khi mình không đậy vì mưa lớn nó trôi cả nhà, chứ nó che được cái độ mát á, nó lâu khô cái clip mình, cây cải nó mau lên. Thì bên đây thì tiếp tục chiều mai về Tèo ra Tèo đào Tèo làm tới luôn, tại clip này cũng còn xa lắm cả nhà, lúc bên kia luôn thì cũng chưa rồi cả nhà. Mà trời thì đứng đầu luôn rồi nè, đứng đầu luôn rồi. Giờ Tèo thì đi rước hai bé này, bé giờ này đi học về. Cả nhà ơi, sáng thì Nguyệt đưa hai bé đi học đó, có mua được miếng sườn nè, về mình làm sườn kho khóm đổi món cho hai bé ăn. Thì Nguyệt có chuẩn bị nửa trái khóm nha, cái này là hành bằm, cái này tỏi gia vị. Thì nhà có một ít tép, Nguyệt mua thêm hai trái mớt nè để nấu canh. Thì kho thì Nguyệt có chuẩn bị được trái dừa cả nhà, cái này mình kho nước dừa nó sẽ thấm nó ngon hơn. Giờ Nguyệt ớp ha, đây là hành nè, hạt bằm rồi nè, để vô mình ớp. Món này là món ruột của Thảo Quy. Thảo Quy thích món này. Thảo Quy thích món này. Cho gia vị vậy ha, có đường nè, tí xíu muối. Bé ốc thì thích cái món cá ngừ kho khóm. Thảo Quy cho sườn kho khóm cho nó thơm. Ớp chút xíu bột màu thôi, tại vì mình kho nước dừa họ nó sẽ có ra màu, nó sẽ ngon á. Mình ớp ít thôi. Mình cho miếng mắm vô, cho chừng 3 muỗng mắm vô, ớp cho nó thấm nè. Chút xíu nó thấm thì mình cho thêm một kho. Giờ thịt ớp nó thấm nè, mình bắt lên mình kho cho nó sắc cái gia vị nó ra nè. Rồi mình mới đổ nước dừa vô, cái mình kho từ từ á, để cho nó rút nước dừa với nó mềm từ từ á, nó sẽ ngon. Bây giờ mình kho đã sắc hết gia vị nè, sắc rồi, bây giờ mình đổ dừa vô, đổ dừa vô cho mình kho từ từ cho nó thấm nước dừa ha, cho nó mềm xương với răng nè, xương này nó có răng á. Giờ thịt gần được nè, mình sẽ để khóm vô, để khóm vô chút xíu cho khóm nó chín, mình để hầm vô mình ăn được. Giờ nồi thịt đã được rồi nè, mình cho một ít hầm đi. Cho thêm miếng tiêu vậy. Rồi mình nhắc xuống nó căng đi, nó cho nó căng. Thực tế bữa nay Thảo Quy bé bụng bữa nay. Nhắc con thêm nó căng đi. Bây giờ mình nấu canh, mình có phi miếng tỏi nè, rồi cắt cho nó thơm lên, cắt người ta đặt ra ha, nhỏ nhỏ cho nó ra nó ngọt. Mình sẽ đem nước mình xào luôn, còn mình chế nước đi, chế nước chưa. Mình đổ nước vô, bây giờ thì cho gia vị vô, cho chút xíu ngọt với hạt nêm. Mớp cái gì mớp với tép nó cũng mau chín thôi nè, nó sâu lên chút xíu là nó chín nè. Giờ canh đã chín rồi nè, được vớt bọt ra, xong mình để hành vô, xong mình vẫn cơm nè. Với cơm thì giờ Tèo đã chuẩn bị xong hết cả nhà, hôm nay thì ăn thịt kho khóm với canh mớp nấu tép, với giờ Tèo cũng có hai dĩa dưa leo ngâm giấm chấm nước thịt. Bây giờ Tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình Tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Con mời cha mẹ và cô chú ăn cơm. Béo lên shop liền. Này cái hình cục này béo gấp rồi. Nguyệt mời cả nhà. Thảo Quy thèm món thịt thì ăn nhiều nhiều nha con.
thịt kho khóm này Thảo Quy thèm á nha. Ăn ăn của chị Hương á. Nước này cũng được. Chị Hương nấu món này Thảo Quy thích. Thảo Quy ăn nhắc hoài luôn. Lúc này mớp với gẻo em. Mớp với dưa leo á cả nhà. Lúc này chỗ tèo mớp vợ thì mua 3 kg 10 ngàn. Mớp mớp dưa leo chung luôn cả nhà. Người ta bán đến người tiêu dùng á 3 kg 10 ngàn. Mình thấy gẻo mà một đống luôn. Chắc 3 kg nấu cỡ 3 nồi canh. Dưa leo cũng giá luôn hả? Dưa leo cũng giá luôn. Bởi vì hôm trước em mua 3 kg dưa leo nè, về em muối làm dưa nè. Về đưa cho mẹ, mẹ làm. Lúc này ai mà trồng dưa leo với mớp thì chắc không có lợi cả nhà. Lúc này không biết đụng cái gì mà ghẻ dữ. Không biết làm sao nữa, thị trường không biết sao nữa. Như nhiều khi chuyển đi nơi xa được á, xuất khẩu hay đi đâu được đó thì nó sẽ có giá. Rồi xong rồi như người ta trồng nhiều quá, thị trường trong mình ăn không hết đó. Rồi người ta cũng bán ghẻ, bán ghẻ rồi người ta chuyển đi lại chỗ mình bán nè. Dưa leo mà 3 kg 10 ngàn em nghĩ chắc trồng chắc lỗ rồi. Lỗ đâu có lợi đâu. Bán tới người tiêu dùng mà 3 kg 10 ngàn thì tại vườn không biết được ngàn ký không đó. Nhiều khi ở vườn á rẻ quá cái người ta mua mão cả nhà. Mình cắt vô rồi chắc đóng vậy đó, rồi nó mua mão nhiêu đó à. Thì nông dân thì vậy đó cả nhà. Nhiều khi trồng thì được giá thì còn đỡ đỡ. Nhưng mà giá thì có lợi. Giá chắc lỗ đó. Thì dưa leo với mớp gì nè, tới thì mình giá nào mình cũng phải bán hết. Tội nghiệp cho người trồng. Mấy cái loại này qua màu này đâu có neo được đâu. Nhiều cái rẻ mình mua một bọc vậy đó, để dành về nhà, để dành nấu canh ăn. Dưa leo mình làm dưa hay là ăn sống hay nấu canh cũng được. Mớp thì ông xã mình cưa lắm, cưa nấu canh. Tao thích canh mớp á. Dọn vườn lội cho người ta trồng vàng mốt để dành ăn. Mốt thơm. Mơ nhiều con. Bước bữa nay xài muỗng nè. Sớm ăn cho nó thơm. Bước mà xài muỗng là bữa nay món ngon đó nha. Chào mừng các nhà ăn cơm nha. Chờ béo cục nè. Cám mẹ. Kho khóm này nè em kho thấm. Mình kho một trái dừa mà. Có thời gian thì mình để trái dừa mình chụm lửa từ từ á. Nó sắc. Nó từ từ dừa mềm mà nó thấm nó ngon nữa. Kho nước dừa ở nhà nó thấm ngon. Mình kho tới sắc là thấm ngon, vừa ăn. Mốt rẻ mà ngon mà. Không có mốt với mốt thương trái dài trái cục không á dài hả dài như mốt mình á thấy có loại mốt gì mà dài hơn nữa dài mốt, mà nó bằng mốt thước dài lắm mà nó ốm nha ừ. Trên em thấy gút trên kia bán hồi xưa có chồng nữa. Có chút xíu à bự hơn món gà cá chút xíu mà nó dài vậy đó giờ bầu hay là mốt gì cũng nhiều loại lắm. Bầu gì mà ngoài chợ bán á, có chừng hơn gan chút á. Ngồi một tháng. Bây giờ thị trường ưa chuộng cái bầu đó. Ăn thì nó không ngon bằng bầu hồi xưa cả nhà. Nhưng mà tiện lợi cái là người ta mua một trái về ở chừng 1 ký với 600 gram à. Về nấu nồi canh là đủ rồi. Anh đừng đi thấy người lạ sủa không người lạ sủa anh chuẩn bị anh trồng lại giống bầu cũ mình á giống bầu trái tròn đó còn cái trái bầu dài mình nè nó chưa khô anh chưa trồng được
bột cái tròn đặc biệt ngon, nó ngọt. Cái hộp mình để lâu quá không biết là còn lên. Nhiều khi để lâu quá cả nhà, nó không kín hơi á, nó lọt hơi vô thì nó không lên. Cũng kêu anh gắn cốt lại cũng chắc hơn tháng quá. Anh kêu lâu lắm à. Tính chồng mà nhiều khi mình chồng rồi cái đường đi đồ này hơi khó khăn á. Sáng rồi không tránh không được. Có làm được. Mình cứ để hoài mà không chồng. Món ăn ngon lắm rồi con. Món cắm lên đó. Mẹ đi hút, ăn ngon lắm con. Hết mẹ. Nãy giờ không quên chưa thử mất. Mê thịt kho khớm à. Thì bữa cơm gia đình Nguyệt cũng ăn xong rồi. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của hai chồng Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào bà cô chú.